Tôi xin vinh hạnh chào đón toàn thể quý vị đã dành thời gian tới dự Business Night, đêm doanh nhân, sự kiện kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam do Danco Group tổ chức. Xin trân trọng gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các quý vị, những doanh nhân, những người luôn tiên phong trên mặt trận kinh tế của chúng ta.